Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là chợ Bến Thành. Trước chúng ta đó là cổng Nam chợ Bến Thành. Và hôm nay nhân một cái buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo bước trên cung đường K-Mét, bắt đầu từ cửa Nam chợ Bến Thành này nha. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về cái trục đường đại lộ Lê Lợi. Và hôm nay con đường đại lộ Lê Lợi với những cái công trình tuyến metro rất là nhiều cái dàn giáo, rồi những cái lô cốt, mình nhìn không ra cái con đường đại lộ Lê Lợi này nữa đâu ha. Rồi sau đây là cái công trình công trường Quách Thị Trang năm xưa, và bây giờ cũng là cái công trường đại công trường tuyến metro. Và hành trình của chúng ta sẽ đi từ đây đi một đoạn đường ở trên đường công trường Quách Thị Trang này, và chúng ta đi vòng theo cái con đường Phạm Ngũ Lão. Và ở đây năm xưa là cái pháp trường cát năm xưa nè, pháp trường cát năm xưa ở hồi thời thời đệ nhị cộng hòa. Ở đây có chiếc xích lô của mấy chú chạy xích lô. Xích lô ở Sài Gòn bây giờ chỉ là một cái phương tiện để du lịch thôi, chứ cũng không còn là phương tiện đi lại của người dân đã từ rất lâu rồi. Có lẽ xích lô là một cái đặc trưng của Sài Gòn, khi mà những du khách đi đến đây họ đều thích đi xích lô. Rồi đây là giao lộ Hàm Nghi và Quách Thị Trang, công trường Quách Thị Trang. Nhìn bên đây là đường Hàm Nghi, và bên đây là đường Phó Đức Chính. Và chúng ta đi qua đường nha, đi qua đường để mình đi dọc theo cái công trường này. Ở đây thì xe cộ rất là nhiều. Nếu mà các anh chị các bạn lần đầu tiên đi đến Sài Gòn và đi bộ như thế này thì các anh chị bạn cũng phải cẩn thận xe cộ. Thì hôm nay Sài Gòn bầu trời không được đẹp cho lắm, một cái màu đen xám xịt. Mình nhìn lại cái đường đại lộ Hàm Nghi nè, với những cái tuyến xe buýt. Cái trạm xe buýt hiện nay đã dời ở đây rồi. Mình nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nha, đó, ngay pháp trường cát, ngay cái tổng công ty xây dựng đường sắt Việt Nam. Ở đây ngày xưa cũng là công ty đường sắt luôn á, đường rầy xe lửa. Và bên đây là đường Phó Đức Chính. Và cái video ngày hôm nay thì sẽ theo yêu cầu của cô chú anh chị nhắn là hôm nào em có thể đi cái đường K-Mét và đi đến số 77 K-Mét, để cô chú anh chị có thể nhìn lại rõ hơn về cung đường này. Theo hướng này mình sẽ ra đường Trần Hưng Đạo nè. Nơi đây năm xưa là một cái nhà hàng Quân Cảnh. Ở đây xe cộ tấp nập quá, nguy hiểm quá. Đáng lẽ lúc nãy mình phải qua đường bên kia mới đúng, nhưng mà lỡ bước đi bên đây rồi, bây giờ mình không có đường qua, mình phải đi bộ lại đằng kia mới được. Đó, đáng lẽ là đi trong cái vách bên kia.
ở đây là có cây xăng nè, và nơi đây là cái công trường tuyến metro. Mình sẽ đi bộ ở trong cái cây xăng này nha, và con đường km cũng không có quá dài, chỉ bắt nguồn từ Trần Hưng Đạo cho đến đại lộ Đông Tây ngày nay, và ngày xưa là bến Hàm Tử, ở bến bến Trương Dương đó. Chúng ta đi ra cái trục đường này. Có qua đường được hay không? Nguy hiểm quá. Cái chỗ này do là công trình đang xây dựng nên thành ra cái đường đi của nó hơi bị lộn xộn, chỉ có một chiều thôi. Rồi để em qua đường cả nha. Chỗ này không có vạch qua đường cho chúng ta nữa, thì là phải đợi xe vắng vắng rồi mình mới qua được. Vạch qua đường đằng kia, chúng ta lại đằng kia rồi mình qua đường nha. Nơi đây là đường Trần Hưng Đạo này nè. Đường Trần Hưng Đạo với cái dãy chung cư thời xưa nè, rất là cổ, nguyên dãy luôn, nguyên dãy phố phố cổ. Tuy là đường ngắn nhưng mà do mình đi một vòng á, thành ra nó hơi xa. Mình đợi xe vắng mình qua đường. Nhân tiện đây cũng chúng ta cùng nhìn lại cái dãy nhà nè, cái dãy nhà thời xưa với cái kiến trúc đồng nhất. Rồi chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo và km ngay góc đường này. Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đây và để đi đến cái địa chỉ số 7577 km. Đối với ngày xưa thì ngay đây là một cái nhà hàng và một cái dãy phố, dãy nhà dân. Và ngày hôm nay đã có sự thay đổi, đó là một cái công trường. Theo đi thẳng hướng này chúng ta sẽ ra cái công trường Quách Thị Trang, theo cái lối một chiều đường Trần Hưng Đạo này, và theo hướng này là một cái xuyên suốt một cái trục đường km. Với đường km ngày hôm nay thì không có quá dài, mình đi khoảng một đoạn qua hai ba cái ngã tư Hồ Văn Nghè rồi Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ là sẽ đến cái cầu km. Chúng ta sẽ tìm đến cái số 77. Và ở đây có một cái quán cơm gà Singapore. Cái dãy số nhà bên đây thì không còn nữa rồi ha. Chúng ta nhìn thấy là một cái công trường. Vào đây sau lưng chúng ta đó là, bên phải chúng ta đó là cái quán cơm gà Hải Nam. Và nơi đây là giao lộ đường Đặng Thị Nhu, và nơi đây có một cái trung tâm bảo hành của
ổ cứng hiệu Western, số 9 Đặng Thị Nhu, ngay trong vị trí này luôn. Cái đường này thì rất là ngắn, dãy phố rất là đẹp ha. Và chúng ta tiếp tục đi. Để mình nhìn thấy số 2, số 1, số 77 thì bên tay phải, đây là số 99 rồi nè. Số 99. Và số chẵn nằm ở bên tay trái. Số lẻ nằm bên phải. Mình ở đây có quán cà phê. Quán cà phê này cũng rất là đẹp. Và có ở trên hình như là cũng là khách sạn cà phê 82. Quán cà phê cũng rất là dễ thương ha. Coffee 82. Và đây là giao lộ đường Ca Mét và Hồ Văn Ngà năm xưa, cũng là đường Lê Thị Hồng Gấm ngày nay. Với con đường Lê Thị Hồng Gấm ngày nay thì không có quá nhiều shop giày dép đâu ha. Ngày xưa thì rất là nhiều, giống như cái sạp này nè đó. Bây giờ chỉ còn một vài sạp thôi. Rồi chúng ta qua đường nha. Không biết số 77 bây giờ như thế nào nữa. Và nhìn vào dãy bên đây cũng đã giải tỏa rồi, nghĩa là hai cái nhánh, một bên là nhà hàng và một bên là phía sau nhà của chú Quả. Và ngày nay là cái bảo tàng mỹ thuật đó. Ai thích chơi tem thì mình vô bảo tàng mỹ thuật đó mình xem ha. Ở đó rất là nhiều tem. Ở đây là số 159 rồi. Ủa, 159 Nguyễn Thái Bình. 155 Ca Mét. Ủa, số ở đây số nhảy lộn xộn quá. Ở đây nhảy lộn xộn quá rồi. Ở đây tiện tới 100 năm mấy rồi. 151, 140. 147. Không, số lùi, số lùi. Ở đây là 145 rồi nè. Số nhà 145. Và mình đi tí nữa. Ngày hôm nay thì trời không được đẹp cho lắm, bầu trời u ám, nên thành ra hình ảnh nếu mà nó có không đẹp thì chú anh chị thông cảm nha. Và mình nhìn qua bên kia với những cái cửa hàng bán đồ điện. Nhưng mà không có quá nhiều ở đường Ca Mét này. Với lại hôm nay là chủ nhật nữa, nên thành ra những cái cửa hàng người ta cũng đóng cửa bớt rồi. Với con đường này thì cũng có rất là nhiều khách sạn. Ở đây có một cái chung cư. Không, chung cư cổ cổ nè. Để em zoom lại cho cô chú anh chị xem nha. Chung cư này thì không có lớn, nhưng mà rất là cũ. Tường thì cũng đã mục rồi. Có lẽ là rất là lâu rồi. Nhưng mà những căn như thế này cũng rất là có giá, tại vì con đường này rất là có giá. Chúng ta đang ở đây là số 119 rồi. Không biết số 77 bây giờ như thế nào. Và nơi đây là giao lộ đường Nguyễn Thái Bình. Nguyễn Thái Bình và Ca Mét.
Đây là số 112, nhà thiết kế Weston, Nhật. Số 112. Cái nhà này cũng là nhà xưa nữa nè. Nhìn nhà thấy là biết kiến trúc thời xưa rồi. Nhưng mà những ngôi nhà đó rất là chắc chắn và cách âm rất là tốt. Và ở đây chúng ta thấy có cái coffee house. Và đây là đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Quang Sâm ngày xưa. Rồi chúng ta đi qua đường nha, tiếp tục. Tuy là cái đoạn đường ngắn nhưng mà thời gian nó cũng hơi dài, tại vì mình vừa đi vừa tìm vừa ngó xem cái số nhà, rồi thì cho cô chú anh chị các bạn xem những cái địa chỉ, nên thành ra mình sẽ đi hơi lâu, anh bà con thông cảm nha. Tới đây là 109 rồi nè. 109B Camet rồi. Rồi mình đi tiếp tục. Đối với những cái video đi bộ như thế này thì em cảm thấy rất là vui, vì những hình ảnh nó trôi qua chậm chậm và mình về nhà mình xem lại nó cũng rõ nữa. Ở đây với những hàng cây rất là mát nè. Cái gì thấy hàng cây nó thành vòm luôn. Như là đi trong rừng vậy đó. Đây là số 93 rồi. Mình đi tí nữa nha. Tí nữa là có lẽ gần đến cầu Cá Mét luôn. Thông qua những cái video thì em nhận lại rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị nhờ những cái sự chia sẻ của anh chị, thì em kết nối rất là nhiều người bạn từ các nơi xa. Thông qua đó em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm chia sẻ và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Và điều bất ngờ chúng ta đang đứng ở đây là số 75-77 đường Cao Mét. Đây là cái công ty dây cáp điện Ta Tung đệ nhất, Ta Tung the first electrical cable. Công ty có lẽ nhà đang cho thuê bán dây cáp điện. Kế bên cũng là bán đồ điện luôn. Không biết những hình ảnh này các anh chị bạn bạn có nhìn ra hay không ha. Ngôi nhà của chúng ta 1, 2, 3, 4 tầng với thiết kế rất là đẹp. Nhưng mà cái mặt tiền thì ốp alu rồi. Mình không nhìn thấy được cái không gian bên trong với kiến trúc như thế nào. Thì nhân đây thì cũng gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh trên cái trục đường Cao Mét và những cái căn nhà thời xưa và nơi đó gắn liền với ký ức tuổi thơ của cô chú anh chị, hoặc là những cái hình ảnh mà các anh chị đã xa Sài Gòn rất là lâu thì hôm nay mình có dịp nhìn lại ha. Cung đường chúng ta vừa đi qua nè, với những cái hàng cây rất là mát và rất là đẹp, và nơi đây cũng rất là thuận tiện để mình mua những cái thiết bị đồ điện, rồi những cái vật liệu xây dựng rất là nhiều. Cái khu này là khu chợ dân sinh. Và chắc video nãy giờ cũng đã dài rồi, thì em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Nếu cô chú anh chị và các bạn có những cái ký ức gì về những cái cung đường thế này thì cho em xin cái comment nha, để chúng ta có thể chia sẻ nhau nhiều hơn, và thông qua đó những cái bạn trẻ, những người mới xem thì họ sẽ hiểu nhiều hơn về Sài Gòn ngày xưa và
mình có thể cập nhật một số hình ảnh về Sài Gòn ngày nay nếu các anh chị bạn ở tỉnh xa và mới đến Sài Gòn. Mình nhìn bên đây là cái quán hủ tiếu chú xè, quán sau lưng cái chiếc xe tải, xe hơi màu đen. Nếu các anh chị các bạn ở lâu rồi không về Sài Gòn thì nếu mà có về thì mình ở khách sạn gần đây, và mình sẽ có cái quán ăn buổi chiều như thế này, đó là hủ tiếu chú xè, hủ tiếu rất là lâu năm rồi, nổi tiếng ở khu chợ dân sinh này. Và chú quán chú xè cũng có một cái chi nhánh bên quận 4 nữa. Như video hủ tiếu chú xè em cũng có quay rồi á, mà rất là lâu rồi mà không biết, lâu quá không có coi lại. Nằm ở số 52, 52 km hủ tiếu chú xè. Và trước mặt chúng ta đó là cầu KM. Rồi video đến đây em xin tạm dừng, hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn bè trong những video tiếp theo nha. Để tiện việc xem lại, các anh chị có thể nhấn vào đường link trên Facebook các anh chị đã share, hoặc là gõ Vinh Lâm TV là sẽ ra cái video, hàng loạt video của em. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Trước mặt chúng ta đó là cầu KM đi về quận 4.